Tối ngày 27 tháng 11, tổ công tác lập chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại ngã tư Phú Nhuận, giao lộ Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu. Lúc 20 giờ 30 phút, cảnh sát giao thông phát hiện ông T, 40 tuổi, ngụ quận 3, chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, ông T có mức nồng độ cồn 0,652 mg trên lít khí thở, vượt mức kịch trần 0,4 mg trên lít khí thở. Ông Tê nhanh chóng xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan để cán bộ lập biên bản và trình bày. Mình là dân Sài Gòn, có chơi có chịu, dính nồng độ cồn thì chấp hành đóng phạt, không cãi vã. 20 giờ 48 phút, cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy, dừng chơi đen đỏ có biểu hiện say xỉn, chống chân không vững. Thế vậy, cảnh sát ra hiệu lệnh tấp vào lề đường kiểm tra. Tuy nhiên, người này không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, căn cứ công dân và có thái độ không hợp tác kiểm tra cồn. Ông này liên tục la hét, lớn tiếng với các chiến sĩ trong tổ công tác. Sau nhiều lần yêu cầu kiểm tra, nhưng người đàn ông nhất quyết không thổi vào máy đo, cảnh sát đã lập biên bản ông này mất kịch khung với hành vi vi phạm nồng độ cồn. Khoảng 2 giờ lập chốt, tổ công tác ghi nhận hơn 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, tổ cũng kiểm tra ma túy ngẫu nhiên bằng nước bọt nhiều trường hợp nhưng không phát hiện vi phạm.